Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn sản phẩm máy rửa chén của nhà Haffle, có mã sản phẩm HDW T50A. Sản phẩm này có thương hiệu đến từ Đức và hãy cùng mình unbox xem chiếc máy này có gì đặc biệt nhé. Về ngoại hình thì chiếc máy này có một màu xám trung tính. Về chiều cao thì là cao 43,8cm, chiều ngang là 55cm và chiều sâu sẽ là 51,4cm. Chiếc máy có khối lượng 19,1kg với công suất 1170W, với độ ồn là 49dB, với 7 chương trình sấy khác nhau. Và mỗi lần sử dụng là 6,5 lít nước cho mỗi lần sử dụng. Đây là bảng điều khiển của chiếc máy. Các phím đều là phím cảm ứng. Chúng ta nhấn giữ nút ngon trong khoảng 2 giây để máy có thể hoạt động. Đầu tiên sẽ là nút rửa vết bẩn cứng đầu. Tiếp theo sẽ là nút rửa tự động. Ở đây sẽ là nút rửa tiết kiệm. Ở đây là nút rửa ly. Ở đây sẽ là nút rửa trong vòng 90 phút. Bên phía bên này sẽ là rửa nhanh. Và cái cuối cùng sẽ là rửa tự sạch. Ở đây sẽ là nút hiện giờ. Còn nút này sẽ là nút khóa trẻ em nha mọi người. Bên phía cuối cùng này sẽ là nút khởi động hoặc là nút tạm dừng. Chiếc máy này có kích thước khá là nhỏ gọn, phù hợp cho sử dụng từ 1 cho đến 2 người. Vì vậy mình cảm thấy chiếc máy này khá là tiện dụng đấy ạ. Ở trên chiếc máy này sẽ gồm có hai tính năng. Tính năng thứ nhất sẽ là tính năng rửa bằng nước nóng, sẽ giúp tối ưu cách vết bẩn trên chén dĩa. Tính năng thứ hai sẽ là tính năng sấy khô, giúp cho chén dĩa được khô ráo nhanh chóng hơn. Chiếc máy này được bảo hành tận nhà và bảo hành lên đến 24 tháng. Nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Tạm biệt mọi người.